để trở thành một diễn viên đứng trên sân khấu như hôm nay thì Yumi đã trải qua những cái giai đoạn cơ bản nào trong nghề? Xin chào tất cả mọi người. Thật sự mà nói, công việc của một diễn viên lô tô khi mà mình đặt chân lên sân khấu, riêng bản thân Yumi hay là tất cả những người bạn đi trước, những đàn anh, đàn chị đi trước thì chắc có lẽ là mọi người cũng biết, khi mà mình mà được đặt chân lên sân khấu hát thì mình trải qua rất là nhiều giai đoạn. Từ là một diễn viên bán vé lô tô, không phải là chỉ là công việc bán vé lô tô không đâu, mình còn phải phụ đòn những ngày dọn bến, mình phải rửa chén nè, rồi mình phải xếp bàn, có đôi lúc mình lại khiêng những cái lon bát hay là những con ngựa bằng sắt, có thể là cốt ngựa. Tất cả những công việc nặng nhọc thì trong thời gian mình là diễn viên bán vé thì chủ đoàn họ coi mình như là một người nhân viên, còn khi mà mình đặt chân lên sân khấu rồi thì công việc hát ô tô nó khác hơn, mình chỉ tới giờ là mình làm việc thôi, còn dọn bến thì mình không có làm gì hết. Còn mà lúc mà My đi bán vé thì rất là cực. Thật sự mà nói, nếu mà ai mà có xem được clip này, đàn anh đàn chị của My thì cũng chắc hiểu được những lúc đó như thế nào. Thật sự mà nói, khi mà đứng lên trên sân khấu cho đến bây giờ My vẫn còn rất là sợ những khoảnh khắc như vậy. Bị chua đó, năm con cờ thôi đó. Ôi hên quá vậy. Rồi đó, có chủ nhân độc giải nữa hả? Có năm con của người kinh à? Qua đây nè, con gái của mẹ nè. Có đi đường này nè, con đi đường này nè. Lần đầu tiên trong cuộc đời mấy năm con có kinh. Thì trong quá trình hát lô tô thì mình có hay gặp những cái tai nạn nghề nghiệp trên sân khấu không? Yumi cũng chia sẻ luôn, trong quá trình hát lô tô thì gặp tai nạn trên sân khấu thì chưa có, nhưng mà những hơi khó khăn trong nghề tí xíu là đôi lúc Yumi lên sân khấu cũng có kêu số để làm cho khán giả mình vui, nhưng trong một số khán giả thì chỉ có số ít, gọi là số ít là khoảng là 0.1% thì khán giả họ không hiểu là mình đang giỡn, vì thế họ tỏ ra cái thái độ là đó đúng như là họ đang chờ con số 17 đi, mình kêu em được bắt nai, con nai dột nhảy mà con 18. Thật sự là mình chỉ là giỡn thôi, nhưng mà khán giả nó không hiểu, người ta trách mình là kêu như vậy là chọc ghẹo họ. Thật sự thì mình cũng chia sẻ luôn cái đó là Yumi chỉ muốn làm cho khán giả mình cười vui thôi, chứ thật sự là Yumi cũng không có ác ý gì. Thì bây giờ thì người ta chuộng nhạc trẻ hay là người ta thích những cái bài như Yumi hay hát? Thật sự thì My cũng rất là được khán giả yêu thích, do phong cách của My thì kêu có thể là lạ hơn các bạn tí xíu, nhạc thì cũng ít có trùng lặp hơn các bạn. Thật sự nếu mà My cảm nhận được là các bạn thích những câu vè, lý và bolero hơn. Còn những thành viên trong đoàn thì đa số mỗi bạn đều có một tài năng riêng của mình, vì thế mỗi người sẽ có một phong cách hát khác nhau. Ừ.
bây giờ cũng được khá nhiều bạn khán giả yêu thích, gọi là có fan á. Thì cái điều đó xảy ra cách đây lâu chưa hay là mới trong khoảng nửa năm gần đây? Dạ, thật sự mà nói thì cơ duyên mà Yumi có được bạn như vậy thì cũng nhờ Loto. Yumi thật sự cảm thấy rất là mừng. Yumi hứa trong thời gian sắp tới thì Yumi sẽ phát huy thêm, không làm phụ lòng khán giả mà đã yêu thích Yumi trong thời gian vừa qua. Ok, cảm ơn Mi. Mày là con cút hoa đó, đẻ ra đâu có dạy đâu, cho nên đâu có biết số điểm đâu, đúng không? Thôi, tao điểm cho, nghe không? 1, 2, 3, 10, 19, 20. À, đủ cái gì? Đủ mày căm. Mày lè quá, đụng nít quỷ. Không có hai đứa con nít nào mà tranh điểm với hai tụi bay hết trơn á. 1, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Thiếu một con. Tại sao? Tấn Lực! Dạ. Mày đi ra đây xế á. Đi ra đây. Đi ra. Tại sao? Tại sao tao giao cho hai chục con vịt mà mày nghĩ làm sao mà còn có 19 con gà tao nuôi, tao không có dám ăn, tao để lại. Trời ơi là trời, bây giờ hai con quỷ này làm mất hết một con gà. Còn mày nữa, mày làm chị mà không biết coi nó. Đi ra đi ra. Chị ơi. Còn cái mẹ mày làm cái gì vậy? Mất già. Tức quá mà. Có sao không? Cơm tao dành cho con đen ăn. Con đen chưa có ăn. Con chó nó chưa có ăn. Mày ăn trước nó hả? Mày nghĩ sao vậy Tính Lực? Dì ơi, con đã buồn vui rồi. Tấn Lực em con nó bụng, con lấy cho Tấn Lực ăn. Em con không có tội, dì xử con đi trời. Thôi, mấy chuyện nhỏ nhặt này dì tính làm gì con? Đổi lắm đúng không con? Dạ, dì ơi con đói bụng quá dì ơi. Thôi, người ta mất công tao cho mày không ăn đầy đủ. Người ta nói là mẹ ghẻ là ghét con chồng. Thôi, dì cho con ăn cơm. Dạ. Cô ăn, cố gắng ăn cho no nghe con. Dạ, con cảm ơn. Cảm ơn gì đi, cảm ơn gì. Cơm nè con. Ăn đi, mà ăn đi. Dì ơi, sao dì hả quý gì vậy? Cơm đi nè, ăn luôn. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Tấn Lực. Tấn Lực. Cơm tao dành cho chó. Tấn Lực ơi. Tao chưa có. Mà bây giờ, trời ơi, tôi tức quá mà. Trời ơi, đâu, đi ra, đi ra con nhà, tay cho mày đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra con nhà tao, đi ra, đi ra. Đồ đâu, lấy bao đồ cho tao coi. Tức quá mà, nuôi ông tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Cái gì vậy? Thôi, bây giờ á, tụi mày đi ra xa trường kiếm thằng cha. Còn không á, tụi mày ra ngoài ruộng đó, tụi mày kiếm con gái mẹ tụi mày. Yeah. Nhà tao không có chứa chấp cái thứ mất dạy như tụi mày. Yeah. Đây, đồ của tụi mày đây. Mất công á, người ta nói á, tao là mẹ ghẻ ác độc, đưa ra khỏi nhà mà không có đồ. Đồ của tụi mày đây. Đó, lấy đi. Rồi, biến ra khỏi nhà tao. Nhà tao không có chứa chấp hai cái thứ mất dạ như tụi mày. Nhưng nói cho nghe nè,
bà con lối xóm gần xa, ai mà chứa hai đứa tiểu yêu này đó. Tôi kêu Linh, con đâu? Tôi lại nhà tôi xé xác ra. Nghe không? Em có sao không? Chị Ánh có đau không? Chị đau ở đâu? Em chạy báo đi, chị ơi, con coi giùm em đi. Đâu chị coi coi. Không có, cái này có một kẻ. Giờ hai chị em biết đi đâu. Biết đâu mà kia. Em hỏi thăm bà con, nhân dân người ta chỉ. Còn không nữa, đi về nhà bà ngoại đi. Chứ ở đây gì đánh hoài à. Em lại đói nữa, không có cho em ăn. Em không có sức để làm. Đi, hai chị em mình đi. Cầm cái giỏ đi. Đây với cổng cho. Thôi. Thôi. Cổng rồi.